rẻm không em? Rẻm. Còn đây là sò đẹp đại nước chấm tự làm đạo diễn luôn thấy không? Đây là quầy đồ nướng nha mọi người. Nha mọi người. Rồi để lấy bằng chậm đi. Bên đây là sốt ham nướng mật ong nè, rồi sốt xếp nè, rồi cái đó thịt trường, rồi cá kia là sturgeon, rồi cái kia là thịt bò. Tầm nướng. Ui, con cá này cá tầm. Ngon. Cá tầm đúng không? Quay nguồn đám luôn. Đây gì? Đây là quay mặt người vợ trốn chồng đi ăn. Chào. Xin lỗi anh nha. Nén trốn chồng đi ăn. Rồi tiếp. Quay qua hàng rồi. Sashimi. Lấy đồ ăn đi. Cái này là khoai sóc thảo mộc. Còn cái này là quầy đồ Nhật nha mọi người. Đây là bà tuột, này là trứng cá. Nhưng mà trứng đang trứng cá này là nó có mà wasabi trong trận. Trứng cá đó bạn. Ba loại trứng. Trời ngon quá vậy. Cá mà nó cái này là cá phải không? Lấy một phần không? Lấy một phần đi. Đúng rồi, bỏ lấy luôn đi, quay lấy. Lấy một phần sashimi mình ăn. Cái này cái đó mình ăn cho em một phần bạch tuộc chín rồi mà có không rồi chín rồi nó ba người ăn á thôi mỗi người vậy rồi tôi ăn mình đây ba người dùng á chị ba người dùng đi em ấy anh ta đâu có ăn này không hình như bạch tuộc nó ăn á vậy nó lấy bốn người dụng thôi cứ ba người đi hết lấy tiếp với lại cái trứng cá ăn ba loại luôn rồi nói thật cảm mà làm em cái này thử thích cái đó ngon lắm ngon lắm mình đang cắt bạch tuộc nha mọi người bạch tuộc đại nha mọi người tôi dùng thêm cái gì không lấy rồi nè đẹp quá nha ờ đi 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 qua đây tôm hầm đâu đây nè nè đây là phô mai với thịt nguội, bánh mì. Cái này là mấy cái salad của củ. Anh thấy vậy nào? Tôm hùm nè. Đây tôm hùm lộ, tôm hùm Canada nè. Rồi tôm su, cua. Giờ mình lấy hả? Ừ, nếu mà lấy. Sushi nè. Này là mì ý thịt bò. Linh nè càng tâm hơn ôi đẹp quá vậy mặt mấy chạy chứ không vậy lấy đi cưng lấy trước đi chạy không à Thank you.
có nương ăn gì đó. Bò kho. Kho mặn bò kho. Cái tôm hùm nè chị. Chị thích ăn mấy này à? Ủa sao nãy mình không thấy cái càng kinh cái càng con nhiều khi nó mù nó. Ủa sao không thấy ha? Lấy cái đống đi ăn bốn cái thôi, lấy bốn của mình thôi. Ăn gì? Ăn bò kho không? Bò. Quay rồi. Bánh bánh chocolate, bánh su thiên nga, cái này chắc chocolate hạt dẻ nào, cái này làm như tráng miệng thì ra, còn cái này là hình như trà xanh nè, không trà xanh là cái cục này, trà xanh có này red velvet nè, ngon quá, hay là pistachio, một cái là pistachio thì một cái là trà xanh, còn này là thơm. Cái này là chè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Các bạn nhớ đăng ký.